Xin chào quý các anh chị và các bạn. Trong buổi ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ đến cho các anh chị các cái cách thức, các cái phương pháp mà các anh chị nãy ngay khi chúng ta đi mua một cái bất động sản. Một câu hỏi đặt ra cho các anh chị rằng là chúng ta sẽ kiếm tiền khi chúng ta mua bất động sản hay chúng ta sẽ kiếm tiền khi chúng ta bán bất động sản. Cái sai lầm mà chúng ta thường gặp, cái tư duy của chúng ta là luôn luôn suy nghĩ rằng là chúng ta sẽ mua vào bất động sản bằng với giá của thị trường, và chúng ta kỳ vọng, hy vọng rằng trong tương lai cái giá của cái bất động sản này sẽ tăng lên và chúng ta sẽ bán để chúng ta kiếm lời. Đó là một cái tư duy cực kỳ sai. Chúng ta vào một cái ví dụ thực tế mà tôi đã trải qua, xin chia sẻ đến cho các anh chị. Đây là một cái ngôi nhà mà tôi đã mua vào và tôi đã sửa và bán nó ra. Như các anh chị biết rằng là cái căn nhà trên màn hình ấy, nó rất là cũ và tôi đã mua vào. Giá của trên thị trường cái bất động sản này là 1.6 tỷ. Tôi mua vào với giá là 1.4 tỷ. Tức là sao? Tôi đã mua vào rẻ hơn giá thị trường là bao nhiêu ạ? 200 triệu đồng. Giá thị trường là 1.6 tỷ, mua vào 1.4 tỷ. Sau đó tôi sửa lại với giá là 120 triệu. Và cái căn nhà này được trang hoàng đẹp như trên màn hình các anh chị theo dõi. Và sau 2 tháng tôi bán cái tài sản này với giá là 1.9 tỷ. Tôi lời bao nhiêu? Tôi lời 380 triệu đồng trong vòng 2 tháng. Chúng ta xem tiếp một cái ví dụ thứ hai. Đây là cũng là một cái ví dụ thực tế. Tôi mua một cái lô đất này với diện tích là 1.080 m², có chiều rộng là 30 m và chiều dài là 36 m. Vậy một câu hỏi đặt ra là chiều rộng tiếp giáp với mặt đường là 30 m thì có phải là một lô đất rộng hay không? Thưa với các anh chị rằng như thế này, chúng ta đi mua một cái mảnh đất mà có mặt tiền tiếp giáp nó rộng á, có rất nhiều cái lợi thế. Thứ nhất là chúng ta có thể phân lô để mà chúng ta bán. Thứ hai đó là chúng ta có thể xây các cái kiosk cho thuê hoặc phòng trọ cho thuê. Đó. Giá của trên thị trường cái lô đất này là 1 triệu đồng 1 mét. Tức là cái giá trên thị trường đang giao dịch là 1 tỷ đồng. Vậy một câu hỏi đặt ra là tôi mua với giá bao nhiêu đối với lô đất này thì là tốt? Thì trong cái ví dụ thứ hai này thì do là thị trường đang đóng băng và đang có khuynh hướng là đi xuống, nên tôi đã mua được với giá là 300 triệu đồng bởi hai lý do. Lý do thứ nhất đó là chủ đang bị ngân hàng siết nợ và bị quá hạn nên họ rất là cần tiền, muốn bán nhanh. Thứ hai đó là chủ không có kiến thức về quảng cáo, bán hàng, marketing. Do đó tài sản này không có quá nhiều người đến hỏi mua, nên tôi có thể bình tĩnh để thương thảo, đàm phán được một cái giá tốt nhất. Ở ví dụ thứ nhất là tôi đang cho một cái anh chị một cái ví dụ lúc đó thị trường nó đang đi lên. Giá thị trường là 1 tỷ 6, tôi mua vào là 1 tỷ 4, tôi sửa hết 120 triệu và tôi bán với giá ra là 1.9 tỷ và tôi lời 380 triệu. Ở xét ở ví dụ thứ hai, tôi đang xét ở ví dụ mà thị trường nó đi xuống, nó đang bị đóng băng. Giá giao dịch, giá thị trường của nó là 1 tỷ, tôi mua vào được có giá là 300 triệu đồng. Vậy một lời khuyên của tôi dành cho các anh chị đó là hãy kiếm tiền khi chúng ta mua bất động sản. Hãy kiếm tiền khi chúng ta mua bất động sản. Chúng ta mua với giá thấp
và chúng ta bán với giá cao, mua với giá thấp hơn giá thị trường, càng nhiều thì chúng ta lại càng tốt. Tiếp theo, tôi chia sẻ cho các anh chị hai công thức mua bất động sản tuyệt đỉnh. Một câu hỏi đặt ra cho các anh chị đó là chúng ta nên mua một cái bất động sản của người cần bán hay là mua một cái bất động sản của một người bán cũng được, không bán cũng được. Thì một lời khuyên của tôi ở đây đúng là chúng ta phải chọn một cái bất động sản nào đó mà người cần bán, họ rất là cần bán gấp. Có thể vì nhiều lý do họ phải cần bán. Còn nếu trong trường hợp mà người bán họ trả lời rằng là tôi bán cũng được, không bán cũng được, không bán được cho tôi để đấy, tôi cho thuê hoặc tôi tích lũy ở đấy, thì tốt nhất là các anh chị không mua cái bất động sản này đó. Không đầu tư cái bất động sản đó. Công thức thứ nhất tôi chia sẻ đến cho các anh chị đó là công thức 110-3-1. Công thức 110-3-1 là gì? Là chúng ta đi xem 100 cái bất động sản và chúng ta chọn ra 10 cái bất động sản, đàm phán 3 bất động sản và chúng ta mua một bất động sản. Đây một công thức sẽ giúp các anh chị chọn ra được những cái bất động sản chất lượng và giá tốt nhất trên thị trường. Tất nhiên các anh chị đừng lo, một thời gian sau khi các anh chị đã có nhiều kinh nghiệm rồi thì tỷ lệ đi xem nhà của anh chị sẽ giảm xuống một cách cực kỳ đáng kể. Và trong thực tế thì các anh chị ít khi nào đi xem đến 100 bất động sản lắm, mà thường thì các anh chị chỉ đi xem 2 cái, 5 cái, chịu khó lắm thì đi xem 10 cái hoặc 15 cái bất động sản thì là các anh chị cũng đã chán rồi. Đấy. Nhưng mà cái tác dụng của cái công thức này đó là giúp bạn, giúp các anh chị thời gian đầu khi mà các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm về bất động sản thì các anh chị phải đi xem càng nhiều càng tốt, giúp cho các anh chị có cái nhìn tương quan về thị trường. Thế nào là bất động sản đắt, rẻ, rồi là có nhiều cái diện tích, rồi giá trị của tài sản nó có nhiều, có sự chênh lệch trong cùng một cái khu vực. Đấy. Cái sai của các anh chị đó là chỉ xem 1 cho đến 2 bất động sản. Nếu các anh chị gặp phải những người bán hàng tốt, họ giỏi ăn nói thì các anh chị sẽ bị quyến rũ và các anh chị dễ dàng xuống tiền để mua cái bất động sản này. Và sau khi các anh chị mua bất động sản xong thì các anh chị mới phát hiện ra rằng là trong khu vực còn nhiều các bất động sản nó đẹp và nó rẻ hơn cái bất động sản mà anh chị đã xuống tiền đặt cọc. Đó là một cái sai lầm của anh chị khi mà các anh chị không xem kỹ cái bất động sản, không tham khảo nhiều cái bất động sản trong cùng khu vực. Nếu các anh chị thấy rằng công thức trên quá khó thì tôi sẽ chia sẻ cho anh chị thêm một cái công thức nữa, đó là 20-3-1. 20-3-1 là các anh chị hãy xem 20 cái bất động sản thôi và các anh chị tìm hiểu về cái bất động sản đó trong vòng 3 tháng. Hết 3 tháng thì anh chọn cho tôi mua một cái. Tiếp theo thì tôi chia sẻ cho các anh chị 4 cái kỹ năng quan trọng của nhà đầu tư bất động sản. 4 kỹ năng đó là gì? Thì đầu tiên đó là kỹ năng đàm phán. Kỹ năng đàm phán là một cái kỹ năng quan trọng giúp cho các anh chị là không những mua rẻ cái tài sản mà còn giúp cho các anh chị trì hoãn và thương thảo về cái cách thức tiến độ thanh toán bất động sản đó. Tôi lấy một cái ví dụ như thế này. Một cái tài sản đang bán ở trên thị trường mà các anh chị mua với giá 5 tỷ. Các anh chị trả trước 2 tỷ và 3 tỷ các anh chị thương thảo với khách hàng được trả trong vòng 3 tháng. Thì 3 tỷ này và các anh chị thương thảo trong vòng 3 tháng thì trong 3 tháng này các anh chị sẽ tìm cách môi giới marketing để các anh chị bán cái tài sản này ra thị trường.
Như vậy thì đàm phán không chỉ giúp các anh chị mua được một cái bất động sản rẻ hơn giá trên thị trường, mà còn giúp cho các anh chị có một cái tiến độ thanh toán hợp lý và có nhiều cơ hội để đầu tư trong bất động sản hơn. Kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng định giá. Kỹ năng định giá giúp cho các anh chị thẩm định cái giá trị của bất động sản này với sự tương quan cùng với cái giá của các bất động sản đang giao dịch trên thị trường, giúp cho các anh chị đưa ra được cái quyết định bán, mua, cho thuê hoặc đi thuê tài sản tốt hơn với giá ở trên thị trường. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng gọi vốn. Kỹ năng gọi vốn là kỹ năng khi các anh chị mua bất động sản mà các anh chị lại bị thiếu tiền, thì các anh chị có thể vay người thân, bạn bè, thậm chí các anh chị có thể là vay của ngân hàng để tài trợ vốn cho các anh chị mua bất động sản. Kỹ năng thứ 4, đây là một kỹ năng tối quan trọng. Kỹ năng điều tra. Điều tra bất động sản là việc mà các anh chị điều tra về tranh chấp, về quy hoạch, phong thủy, pháp lý và môi trường của bất động sản đó, giúp cho các anh chị giảm thiểu được việc mua một cái bất động sản nó bị tranh chấp trên thị trường. Tôi xin chia sẻ cho các anh chị một cái ví dụ như này. Đây là một cái thương vụ đầu tư bất động sản của tôi khi tôi mới khởi nghiệp, là tôi mua một cái bất động sản với giá là 600 triệu đồng. Và không may cho tôi là tôi không được học những cái kiến thức mà tôi đang chia sẻ cho các anh chị. Và không may mắn cho tôi là cái tài sản này của tôi nó đã bị dính tranh chấp và tôi đã bị mất trắng cái tài sản này. Thậm chí là tôi rơi vào cái sự khiếu kiện rất là mệt mỏi. Thế thì cái kỹ năng điều tra này nó giúp cho các anh chị là giải quyết về cái vấn đề là tránh cái pháp lý nó bị liên quan đến việc tranh chấp quy hoạch, rồi là phong thủy không tốt, môi trường tọa lạc bất động sản đó có nhiều thứ bất cập. Bốn kỹ năng quan trọng đó là điều tra, định giá, đàm phán và gọi vốn. Lợi ích của bốn kỹ năng này là cực kỳ quan trọng. Trước khi các anh chị đầu tư một cái bất động sản thì các anh chị phải tự hỏi mình là mình đã làm bốn cái kỹ năng ở bên trên hay chưa. Nếu câu trả lời là chúng ta đã trải qua và đã làm cái bốn thao tác, bốn kỹ năng trên rồi, thì chúng ta hãy ra quyết định là lên mua bất động sản đó. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ cho đến các anh chị một cái tip cũng rất là quan trọng. Đó chính là phương thức trả giá khi mua bất động sản. Vậy khi mà chúng ta đi mua bất động sản thì chúng ta sẽ trả giá của người bán như thế nào là phù hợp? Đây là một cái thương vụ thực tế của tôi. Tôi mua một cái căn nhà một trệt hai lầu và chủ đang giao bán cái căn nhà này là 3 tỷ đồng. Sau khi tôi đã thực hiện xong tất cả về điều tra, tôi thấy là tài sản ok, định giá thì tài sản này với giá trên thị trường là phù hợp. Vậy thì theo bạn, tôi sẽ trả giá cái tài sản này là bao nhiêu? Thì có người nói với tôi rằng là có người thì trả là 2 tỷ 8, có người thì trả là 2 tỷ 7, có người thì lại 2 tỷ rưỡi, có người thì lại 2 tỷ 3, thậm chí có người là 2 tỷ. Thì nếu ví dụ bạn trả cái giá của cái căn nhà mà chủ đang đề nghị với bạn là 3 tỷ mà bạn trả là 2 tỷ 8, thì hai bên sẽ gặp nhau ở cái mức giá là bao nhiêu? Là 2 tỷ 9. Nếu bạn trả với giá là 2 tỷ 7 thì hai bên sẽ gặp nhau ở cái mức giá là 2 tỷ 8 hoặc 2 tỷ 85. Nếu bạn trả cái giá của cái căn nhà này là 2 tỷ rưỡi thì hai bên sẽ gặp nhau ở cái mức giá là 2 tỷ 7 hoặc 2 tỷ 8. Thế thì tôi đã trả cái giá của cái căn nhà mà chủ đang giao bán là 3 tỷ.
với mức giá là 2 tỷ đồng. Tất nhiên là tôi cũng nêu ra được các cái lý do mà tại sao tôi lại trả cái căn này chỉ có 2 tỷ thôi. Thì chủ cũng nói rằng là không bao giờ có ra một cái mức giá như vậy, và tối thiểu thì người ta sẽ bán ở cái mức giá là 2 tỷ 8. Ok, như vậy là ban đầu họ bán là 3 tỷ và họ đã giảm giá là 2 tỷ 8. Các bạn nghĩ xem, nếu ban đầu mà tôi lại trả với giá là 2 tỷ 8 thì giữa tôi và chủ sẽ gặp nhau ở cái mức 2 tỷ 9, thì có phải là tôi đã mua bị hớ không? Thế thì cái chiến thuật trả giá thấp nó cực kỳ quan trọng. Đây là một cách thức để đưa ra lời đề nghị giá ban đầu, và cái giá ban đầu này phải luôn luôn là thấp. Và đây chỉ là lời trả giá ban đầu, do đó là chủ có thể là đồng ý hoặc không đồng ý, nhưng chúng ta có thể trả giá lên cao hơn. Nếu trong trường hợp mà bạn lại trả giá cao rồi thì thực tế là rất khó có cơ hội để chúng ta trả được cái mức giá nó cao hơn nữa. Và tôi xin chia sẻ đến các anh chị một cái câu chuyện thực tế mà bạn tôi đã gặp phải. Đó là khi mà bạn tôi đi mua một căn hộ và người bán căn hộ họ ra một cái giá là 1 tỷ 750 triệu đồng. Và sau khi bạn tôi đã điều tra thẩm định rồi, định giá rồi, thì bạn tôi cũng rất là ưng cái căn hộ này, và bạn tôi đã mạnh dạn trả với giá là 1 tỷ 7. Vậy các bạn thử nghĩ xem, 1 tỷ 7 với 1 tỷ 7 năm thì hai bên sẽ gặp nhau ở cái mức giá như thế nào? Đấy. Thực tế mà nói ấy, thì việc mà chúng ta mua được một cái giá chênh lệch thấp hơn giá thị trường rất là nhiều á, thì có thể do rất là nhiều cái lý do. Do bên bán họ cần tiền gấp, như là họ đang bị quá hạn tại ngân hàng, do là vay của người thân nó bị hối nên là buộc họ phải có một khoản tiền mặt nhất định, nên họ rất là muốn bán được cái căn nhà này, nên là việc chúng ta trả có chiến thuật trả giá thấp là dễ dàng đưa người bán vào một cái thế có lợi cho mình nhất. Và đồng thời chúng ta cũng không thể biết được là ngày xưa người ta đã mua cái tài sản này với giá bao nhiêu. Nếu như ban đầu ngày xưa người ta mua với giá là 2 tỷ đồng và bây giờ giá thị trường nó lên, nhưng mà người bán họ không biết, họ bán ra với giá 2 tỷ rưỡi, họ nghĩ rằng ngày xưa họ mua với giá 2 tỷ, bây giờ họ bán 2 tỷ rưỡi thì họ lời 500, nhưng mà họ không có ngờ được rằng là giá của thị trường của cái căn bất động sản họ đang nắm giữ là giá còn cao hơn rất là nhiều. Chính vì đó mà cái chiến thuật trả giá thấp giúp cho các anh chị mua được cái giá cực kỳ thấp và mua một cái giá rẻ hơn giá thị trường rất là nhiều. Trong đây là một cái chiến thuật rất là hay khi mà chúng ta đi đầu tư bất động sản. Vâng, vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho các anh chị một số cái tip, một số cái thủ thuật, một số cái kinh nghiệm khi mà chúng ta đi mua bất động sản. Và trong buổi ngày hôm sau thì tôi xin chia sẻ đến cho các anh chị các cái thủ tục công chứng mua bán nhà đất và các cái quy trình đăng bộ sang tên sổ đỏ khi chúng ta đi mua bất động sản. Mong các anh chị theo dõi và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại.